Rồi, mến chào các bạn. Thì cái nhu cầu mà sử dụng khoan đất thì rất là nhiều. Và hôm nay thì ở trên thị trường là có một cái loại khoan mà được rất là nhiều người ưa chuộng và bán ra rất là nhiều. Thì nó gồm có là, nó là của hãng Oshima các bạn. Để hình thức thì các bạn nhìn không là các bạn thấy cũng đẹp rồi đó, đúng không? Ở đây có cái một cái máy khoan là 2BS, một cái máy 2B. Và ba cái cỡ của mũi khoan đều của Oshima hết, hàng xịn chất lượng cao đàng hoàng. Rồi bây giờ mình nói, nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu mà mua thì hãy gọi điện thoại cho mình qua số điện thoại là 0879 788838. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái máy này ha. Cái máy này á thì 2BS á, là có nghĩa là cái máy này á, là nó dành cho hai người khoan, là 2BS. Rồi em khui giùm anh khui thùng ra cái, rồi xem cái cc của nó ha. Nói chung rất là nhiều bạn hỏi á, thành thử ra là mình lấy về bán. Thì ở đây thì lấy của đại lý công ty, thành thử ra cái giá thành của nó rất là rẻ nha các bạn nha. Hàng chính hãng nhưng mà giá rẻ hơn là của công ty luôn. Thì ở trên Google Play á, hoặc là trên trên cái trang mà cái trang của thằng gì iPhone á, của hãng iPhone là nó đều có cái app của này ha. Các bạn cứ việc tra giá của nó, các bạn có thể xem giá của nó trên đó. Và cái giá hãng thì nó bán lẻ cho mình thì lúc nào cũng cao hơn cái giá của người bán lẻ, để cho người bán lẻ kiếm cơm ăn đó các bạn ạ. Đó, cái hàng thì xịn 100%. Đây, Made in BRC 2B. Em coi thử coi giùm anh coi là bao nhiêu cc. Coi nó có ghi 2,2 kW là tính ra là tới... 3 ngựa 68cc 68cc là lớn hơn cái xe gắn máy à. Xe gắn máy 50cc 49cc này 68cc thông tin rồi đây. Đó. Đây có đầy đủ thông tin đồ đàng hoàng ha. Thì nếu mà các bạn mà muốn check về cái mã giá đây, để mình làm cho các bạn xem thử ha. Ở đây, khi mà các bạn muốn check về cái mã giá thì mình chỉ cho các bạn nè, các bạn lên Google Play, các bạn tải một cái app. Cái app nó là cái app Oshima. Đây, cái app của nó đây. Oshima ha, OS nè, Oshima. Rồi. Ở trên đó là nó sẽ có báo giá đầy đủ là các cái giá của các cái máy mà của hãng Oshima này là sản xuất và sản xuất ha. Thì trên nó có giá hết, nhưng mà ở đây á, hiện tại giờ mình bán cái máy này á là giá là 3.600.000 đồng. 3.600.000 đồng ha. Thì ở đây bây giờ mình ở trong cái app này, bây giờ mình sẽ test thử coi cái máy này. Đây, mình test thử qua cái mã vạch xem cái máy này á, ở trên hãng á, tại trên app là nó bán bao nhiêu ha. Thì đây, giờ mình sẽ test nè. Đây, nó sẽ ra 6.159.000, trong khi mình bán có 3.600.000 nè. Thì nó cũng là một thôi, cũng là một thôi, hàng chính hãng đàng hoàng, các bạn cứ yên tâm, chính hãng đàng hoàng đó, lúc nào nó cũng thế thôi. Thì 6.159.000 đồng này nè, 2BS nè, màu đỏ các bạn thấy không, không mũi đó, không mũi ha. Đó thì là các bạn biết sao không? Hàng chính hãng đàng hoàng, hàng chính hãng các bạn chết mới ra, đúng không? Chính hãng là chết mới ra được. Nhưng mà các bạn biết sao không? Lúc nào người ta cũng để, người ta cũng, nếu các bạn mua tại hãng á thì giá lúc nào cũng cao vậy đó. Đó. Nhưng mà hàng nó thì là một thôi, chứ không khác gì hết. Nhưng mà khi mà họ bỏ mối cho mình á, họ bỏ mối cái giá nó sẽ rẻ hơn. Mình kiếm chừng khoảng 200-300 ngàn một cái. Để làm chi? Là người ta sẽ cho mình cái số để mà sống. Thí dụ giờ mình có thể bán cái giá của chiếc này lên 4-5 triệu cũng được, nhưng mà nó cạnh tranh thị trường nó khốc liệt lắm bạn. Bởi vì người ta cho ra một cái giá rồi bắt đầu mình muốn bán nhiều mình bán, nhưng mà đều có cái mình bán giá vừa phải thôi, kiếm vài xị được rồi.
tại vì số lượng nhiều mà các bạn. Thì trên cái máy này 2B này các bạn thấy nó có hai công tắc là hai người sẽ cầm hai bên để khoan, nó có hai cái ga và hai công tắc đây luôn ha các bạn ha. À, con máy này nó là hồi nãy mình nói bao nhiêu, 68cc đó. Đây máy rất là đẹp ha, đó, rất là đẹp ha đó, hàng chất lượng mà. Ở đây nó có số tư vấn đồ này luôn nè, tư vấn đầy đủ nè ha. À, khi mà mình quay cái máy lên như vậy á, mình đã đưa lên mạng xã hội, tất nhiên toàn bộ sẽ được là các cái được cái admin của các nhà sản xuất này họ sẽ kiểm tra hết. Là các bạn cứ yên chí, không bao giờ có hàng nhái hay hàng giả hay gì hết đó nha, họ kiểm tra hết. Cà chớn là coi như là sẽ bay màu liền, không bao giờ họ phạt chết á đó, hàng đó. Còn cái giá họ bỏ mối cho mình thì họ bỏ, còn mình bán á, mình bán mình lời ít lời nhiều là đó là tùy theo cái của mình ha. Đó thì giá chỉ vậy thôi, 3.600.000 các bạn ha. Bạn có thể gọi vào gọi vào số điện thoại nè 0949178833 của hãng mà các bạn hỏi họ nha, mà hỏi họ để họ tư vấn cho bạn về ví dụ như có thể là bị hư hỏng hay bị cái gì đó, ví dụ các bạn sao đó, nhưng mà mấy dòng này giật đồ nổ sướng lắm, khoan sướng lắm các bạn đó. Rồi trọng lượng là 11kg nè, trọng lượng 11kg, vòng quay 200-300 tua đó. Rồi bây giờ mình bước tiếp thứ hai đi. Cái này nó mang theo, nó gồm có một bộ đồ nghề, chìa khóa là chìa khóa với lại tô vít đồ để vặn đủ cái này ha. Giờ mình lấy ra cũng mất công. Rồi một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, một chai chống ẩm, vậy thôi. Rồi tiếp theo nè, mình sẽ khui cái thứ hai là cái 2B. Cái 2B này thì nó có giá hiện tại thì là 3 triệu đồng các bạn. Và mình cũng sẽ check cái giá hãng cho các bạn xem thử luôn ha, để các bạn biết được là nó giữa cái chênh lệch giữa cái hàng mà hàng ở giữa là cái giá mà của tại trên hãng họ bán với lại giá mà hãng họ bán lẻ với cái giá mà mình bán ra khi mà được đại lý là cấp 1 từ bên hãng ha. Họ cho mình cái giá, mình sẽ bán cái giá rất là nới cho đồng cho bà con sử dụng ha. Đây. Ui. Thì đồ phụ tùng nó cũng vậy thôi các bạn. Thì nó cũng quanh quẩn là nó cũng một cái bình để pha nhớt nè, xăng pha nhớt, một cái phễu nè, một bộ đồ nghề nó gồm mới là 8 món. Thôi mình lấy cái cho ra xem 8 món. Thì gồm có là đây, một cái tép buri nè là một món nè, tủ vít là hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu món chứ quên, sáu món. Ở đây là một cái lọc để lọc xăng, đây vậy thôi, sáu món ha. Rồi về cái phần máy á, để mình lấy ra cho xem luôn, đầy chịu quá chết. Rồi mình lấy ra cho xem đó, mình sẽ chết giá hãng luôn cho các bạn xem. Giá mình bán là 3 triệu. Cái 2BS là anh bán 3.6 triệu ha. Còn cái này là anh bán 3 triệu thôi. Và mình sẽ chết giá hãng cho bạn xem luôn ha. Hàng chính hãng nó mới có test, nó có mới có tem giá rồi đây. Đây. Đây, Oshima. Rồi, mình sẽ chết giá chính hãng cho bạn xem luôn ha. Rồi, test con. Úi. À. Rồi mình sẽ chép giá chính hãng cho bạn xem luôn ha. Đó sao kỳ ta, bị lỗi cái gì. Rồi rồi đó, phải danh mục tìm sản phẩm. Rồi đây, ở đây là tại cái giá hãng nè các bạn thấy không,
mũi khoan đất Oshima 2B màu đỏ không mũi. Các bạn thấy một cái nào họ bán cũng không có mũi hết á. Giá của họ là 5.336.000. Trong khi mình bán ra thì giá chỉ có 3.000.000 thôi. Còn rẻ hơn được tới 2.336.000 lận. Đó. Thì hàng này mình bán ở đây là giá chính hãng, mình không có bao ship ha. Thì một cái máy này á, thì thật sự ra thí dụ cái máy 2B này á, là nếu mà gửi về tới nhà, nếu mà cái tiền ship về tới nhà cho bạn chừng khoảng hình như là 70-80 ngàn gì thôi, chở lui thôi, không tới 100 ngàn. Còn cái mà cái 2BS này thì nó hơn chút, thí dụ như cái này 70, cái này 80-90, nhưng mà điều cái mình không có nhận cái tiền ship đó. Tiền ship đó để cho shipper họ nhận, nó người ta mới dễ, người ta mới dễ làm việc cho các bạn ha. Còn nếu mà các bạn muốn bao ship luôn thì thí dụ cái này 3 triệu, bạn muốn bao ship luôn thì này là 3.1 triệu, cái này cũng vậy luôn đi, cái này 6 triệu, 3.6 triệu, cái này 3.7 triệu là bao ship luôn. Tại bạn thì trước khi mà các bạn mua, thế bạn mua thì các bạn vui lòng đặt cọc giùm mình ha, đặt cọc cho mình rồi mình mới giao, chứ còn mình không có xếp CDO cái dạng mà COD, cái dạng mà mà không có cọc đâu. Tại vì là bị rất nhiều rồi. Các bạn lên mạng giờ các bạn thấy có con nhỏ nào đó nó chửi sùm vụ mà cái vụ mà người ta đặt hàng của nó mà nó chở tới một xe bán tải luôn mà nó đi giao mà nó bị kêu bằng bom hàng á, là nó không cọc á, COD không cọc á. Đó, tội nghiệp lắm các bạn ơi. Thành thử ra là thí dụ như các bạn bây giờ tài khoản có nhiều, các bạn có thể là ra Viettel các bạn chuyển khoản cũng được. Nói chung bằng nhiều cách để mà các bạn chuyển tiền lắm. Các bạn có tài khoản ngân hàng là bà con hay gì chuyển cho mình vài trăm thôi ha. Vài trăm để mình lấy cái tiền ship thôi. Thí dụ các bạn chuyển 300 được rồi, 300, 500 gì đó ha, thì mình sẽ gửi hàng cho các bạn về đó. Rồi các bạn, nếu các bạn không lấy thì quay trở lại mình vẫn còn lời mà. Rồi chuyển 100 thì nó ít quá, 200 cũng ít quá, 300 đi nha. Rồi bây giờ mình giới thiệu tới cái mũi khoan zin của thằng Oshima ha. Thì cái mũi này á, là nó là mũi, cái mũi này á, là nó gồm có các hạng là đợt này mới nhập về, 100 nè, 150 nè, 200 và 250. Thì hiện tại bây giờ á, thì cái thông dụng nhất là người ta sử dụng mũi 150, thì cái mũi này là mũi 150. Rồi mình khui mũi 150 trước ha. Mũi 150 này thì giá hiện nay á là chuẩn luôn, không bao ship, là 650 ngàn các bạn nha. À, mình sẽ chép cái giá hãng cho các bạn xem luôn, thử coi bao nhiêu ha. Đây, đây bây giờ mình sẽ khui ra luôn. Ây da, đây, đây mũi khoan rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp, mũi Oshima cực kỳ đẹp đẽ luôn ha. Ha. Đó. Ủa cái tem của nó đâu ta? Cái tem giá đâu ta? Không thấy. Thấy. À đây, đây đây. Có cái tem mã vạch nó quá nhỏ. Và mình sẽ chết thử cho bạn xem ha, không biết chết có ra không đây. Thầy. Em chết ra cái giá cho bạn xem. Để khỏi nói là bán mắc bán rẻ ha. Thôi không được các bạn, giờ mình sẽ tìm đây đi, mình tìm trên đây đi, mình tìm trên đây là mũi khoan đi ha, mũi khoan. Khoan đất
Rồi. Đây, mũi khoan đất Oshima 150 nè. Đây. 150 ở trên này à, nó có giá là mũi khoan sắn đơn giản á là giá là 804.000, thấy không? Còn mũi của mình bán là mũi khoan đôi. Ở trong này giá nó tới 952.000 lận. Thì cái mũi á, cái mũi 200 ở trong này nó tới là 1.088.000 nè. Mình lấy 3 mũi để mình thử. Cái mũi 250 ở trong này á, đơn giản thôi mà nó 1.088.000 rồi. Nhưng mà mũi mình là mũi khoan đôi. Mũi khoan đôi thì ở trong này nó 1.020.000 nè. Rồi mũi đúng rồi, mũi 250 là 1.020.000 nè. Đó, 1.210.000 ha. Mũi 200 mà mũi đôi. Mũi đôi đâu rồi ta? 1.210.000. Mũi đôi. Mũi cái chiếc này nó đang 1.020.000 rồi, ở đây nó thiếu cái giá đó. Thì ở đây là nó bao nhiêu ta? À, mũi 150 này của mình á là mũi đôi á. Mũi đôi là nó có giá là 952.000 ha. 952.000. Mà trong khi đó mình bán chỉ có 650.000 thôi. Các bạn vẫn còn quá rẻ, đúng không? Đây. Đây là mũi khoan đôi nè, cái đầu nó đôi nè. Đó, đầu nó hai nè. Đầu nó hai ấy nè, đó, đôi nè, nó nè. Cánh này nó đôi nè, đó. Thì ở đây nó 900 mấy ha. Trong khi mình bán có 6.550 là nó còn quá rẻ. Rồi ở đây là mũi khoan đất mũi đôi thì nói chung nó cũng y nhau thôi, để mình khui ra cho bạn xem. Khui ra cho xem luôn. Cho dễ dàng tiếp cận ha mà ha. Đây. Hồi nãy là mũi 200 này là ở trong đó là nó báo giá là mũi đôi là 1.210.000 đúng không? Mình bán ở đây là chỉ có giá là 750.000 thôi. Là tính ra các bạn còn quá rẻ. 750.000 thôi. 750.000. À, đây, mũi khoan đôi. À, giá quá rẻ các bạn. Đây là mũi khoan đôi đây. À. Đó. Rất là đẹp, rất là tốt ha. Chất lượng Oshima. Rồi để mình check thử cái mã này coi nó ra. À, có đây rồi, khỏi đi. Đây. Mũi khoan đôi nè, 1.210.000 các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình thử mình tìm ngay đây thử coi ha, mình tìm bằng mã con vạch coi ha. Đó, nó ra rồi đó, ra rồi. Đợi chút, đang tải. 1.210.000, trong khi mũi này mình bán chỉ có 750.000 thôi ha. Thôi khỏi đi, đợi nó tải lâu quá. Thôi vậy là thì các bạn biết rồi, cái đồ trên là nó rất là giá rất là nhiều, hàng chuẩn không cần chỉnh ha. Các bạn khi mà nhận hàng là hàng phải y chang vậy ha. Trước khi ấy mình sẽ mở khui hàng ra cho mình xem thử đàng hoàng, nếu mà hàng chuẩn đàng hoàng mới gửi ha, không bị lỗi lầm gì mới gửi ha. Đó, hàng chuẩn không cần chỉnh. Rồi đây là mũi khoan đất mũi 300 đây. Thôi khỏi khui đi các bạn, nó cũng y như nhau. Thôi lỡ rồi, khui luôn đi. Mũi này là giá 800.000 các bạn nha. 800. Các bạn mình lộn các bạn, 850 thôi, mình khui ra cho các bạn xem luôn. 850.000. Nói chung mỗi mũi nó cách nhau 100.000 ha. Cái mũi mà mũi 1.5 tấc này là 650.000. Cái mũi 2 tấc này là nó 750.000. Cái mũi 3 tấc là nó 850.000. Mỗi cái nó trên nhau 1.000 ha, 100.000 ha. Đó, 100.000.
Rồi. Hàng này thì được ưa chuộng dữ lắm, dù cho rất là nhiều hãng nhưng mà rất được ưa chuộng. Còn mấy cái hàng mà đen á, mấy hàng Trung Quốc đồ nó cũng có cái nó tốt các bạn, mà giá thành nó rẻ hơn cái này khoảng 100-150 nghìn cái đó. Các bạn thấy không, đẹp không, đỏ choát ha, ha, thấy không đó, quá đẹp luôn đó, bao luôn ha. Cốt của nó thì như nhau hết các bạn nha, lưỡi lớn lưỡi bé gì cốt một loại hết, hỏi mất công hỏi tới hỏi lui nhiều, cốt nó đúng một loại hết đó, đều một loại hết ha. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu thì cứ việc alo ha, theo số điện thoại 0879788838 ha, alo cho mình ha, đừng có nhắn tin. Và số đó thì hiện tại Zalo của mình, cái số đó mình cũng xài nữa. Các bạn thật sự mà mua thì mình sẽ cho cái số Zalo để mình chụp hình mình gửi qua ha, cho các bạn xem. Hoặc là mình, các bạn nào có yêu cầu test thì mình sẽ đổ xăng cho mình test thử. Và các bạn nào để muốn nguyên con rin, nguyên rin thì mình để y rin ha. Đó, hàng chất lượng như nhau, giá thành thì coi như là rẻ hơn hãng rất nhiều ha. Rồi, mến chào các bạn nha. Các bạn nhớ, khi các bạn mua là các bạn thứ nhất là các bạn phải điện vào số điện thoại của mình 0879788838. Còn những người khác á, mà nếu họ, nếu mà những người khác á, thì các bạn đừng có ấy ha. Bây giờ mình không có quay được gương mặt của mình lên cho các bạn xem ha, để mình quay một khúc gương mặt của mình cho các bạn xem, rồi để các bạn có thể là khi nào các bạn mua thì các bạn điện thoại nếu mà có Zalo thì có thể nói chuyện và tiếng nói được của mình ha. Rồi, ok, mến chào bạn. Rồi, mến chào các bạn. Đây là mình ha. Mình, đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một hai cái khoang đất, một cái khoang là 2BF và một cái khoang là 2B. Là khoang 2BF là dành cho hai người khoang ha. Nếu các bạn nào mà muốn mua máy khoan á, chính hãng đàng hoàng và mua đúng người là đàng hoàng á, thì điện thoại cho mình ha. Điện thoại cho mình thì đây, người thật việc thật, không có giả dối gì hết. Mình là chủ kênh YouTube Xoáy Ca TV, xem là mê, Việt Nam 63, Vina Shopee, một cái, và mình là nhạc sĩ Vũ Đức Hạnh luôn ha. Các bạn lên trên đó các cái chuỗi bài hát là một số rất nhiều ca sĩ hát của mình, ví dụ Mai Tuấn, Diễm Huy, rồi Kim Thoa, rồi rất là nhiều. Hiện tại giờ một cái băng nhạc, một cái 10 cái bài hát của mình đang rất là hot ở trên mạng là bài là Chôn Đi Kỷ Niệm. Trong đó có chuỗi 10 bài hát của mình gồm Chôn Đi Kỷ Niệm, Nhớ Về Mưa Bụi, Nắng Vàng Chiều Ngoại Ô, rồi nói chung là rất là nhiều. Và những bài hát mà hiện tại giờ đang được các đài truyền hình đồ quay nhiều nhất như Tình Thắm Ngày Xuân nè, rồi Vĩnh Long Sông Nước Tình Em nè, rồi rất là nhiều các bạn, nhiều nhiều bài hát lắm. Rồi bạn nào có nhu cầu mua thì cứ alo với mình ha. Đây, máy khoan đất đây đó. Cái này 2BF nè, còn cái này là 2B nè đó. Rồi, 2B nè, 2BS nè, rồi mũi khoan nè, mũi khoan đó, mũi khoan đất nè, mũi 2 tấc rưỡi, 2 tấc và 2 1 tấc rưỡi ha. Rồi, mới chào các bạn nha.